Hey, hay vô WhatsApp. Trời ơi, bà chưa biết tin gì hả? Nãy tôi với ông Sáu hàng xóm đi nhà nghỉ, vừa bước vô tới cổng bà biết tôi thấy ai không? Thấy thằng chồng của bà đi với con nhỏ nào á. Trời đất ơi, tôi định bay vô tôi quýnh ghen, nhưng mà tôi nghĩ lại đâu phải chồng tôi đâu mà tôi quýnh. Bởi vì tôi mới bước qua đây tôi báo cho bà liền nè. Bà đừng nói gì nữa hết. Bà bước qua bà quánh ghen rớp rẻ giùm tôi một cái đi. Bà khô máu luôn nha bà chủ. Có gì thì tôi quánh phụ cho. Chết quánh ghen. Trời ơi bà này bà tới quýnh ghen sao sao đứng sao đứng trước mà còn bà phan chiếc dép trúng cái đầu ốm nhách không biết quýnh được không ốm vậy chứ quýnh ghê lắm. Anh con vợ của anh tới rồi kìa, giờ sao đây? Mệt ghê á, đi chơi gái cũng nguyên nữa. Em ra nói bả là anh không có trong này. Sao cái con khỉ gì anh cũng kêu tôi hết vậy? Giấy tờ nhà đất của anh có đưa tôi giữ không? Vợ anh đứng tên chứ đâu phải anh đứng tên đâu mà đưa giữ. Bây giờ em ra em kêu bả đi về đi. Còn anh chui xuống gầm giường anh trốn. Làm bốn cử liên tục mệt muốn chết rồi còn càm ram nữa. Đi đi. Ủa chị Sáu, sao không ở nhà kè ráp việc đi? Vô đây làm chi vậy? Chồng chị không có ở đây đâu mà chị vô. Ủa tao nói tao qua kiếm chồng tao hồi nào vậy? Trời trời, không kiếm chồng mà chị vô đây làm gì thế ghê vậy? Làm hại ông kiếm chỗ trốn muốn chết. Mày giả điên xong chưa? Có ai làm cái con khỉ gì đâu mà chị nói giả điên. Chừng nào tôi cướp ngân hàng 2 tỷ mốt á, chị hãy nói tôi điên. Vậy là mày chưa nghe bài 021 của Binz rồi. 15 tuổi tao đã có hình xăm thứ nhất. Chồng tao mà mày cũng dám đụng thì trên mặt mày cũng sẽ có hình xăm thứ nhất. Chị đừng có mà giang hồ nha. Giật chồng thôi chị làm gì thế ghê vậy? Chị chưa nghe Mỹ Tâm hát hả? Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi. Giật chồng tao mà mày còn ở đó mày hát nhạc Mỹ Tâm nữa hả? Giờ tao đếm từ 1 tới 3, thằng chồng tao mà méo bước ra là tao quậy nát cái chỗ này đó nha. Ủa bà xã, tôi vô tình chứ không phải cố ý đi vô trong cái nhà nghỉ này. Vậy mà cũng gặp bà, đúng là tôi với bà có số phu thê ha. Thê thê con khỉ. Nhân dịp tình cờ gặp bà ở nhà nghỉ, để tránh nghi ngờ thì tôi dẫn bà đi ăn top 10 món ngon Thái Lan tại nhà hàng Chan được không? Tôi sẽ gọi cho bà món hải sản xô. Sao? Cái offer tôi đưa ra vậy bà có chịu đi không? Ok, muốn đi thì đi, chơi thì chơi à. Ăn tát thì có nè mày. Giật chồng bà đòi ăn hải sản xô, ăn cái xô lên đầu mày nè. Quỷ cái, mày tới số với tao rồi á. Mày ăn tát, mày mà tưởng nhắc nhẹ mày lần cuối. Mày bị đụng tới chồng của bà chủ tao, cũng như là đụng tới chồng của tao vậy. Tao với bà chủ tao xài chung một chồng đó. Chết mày nha con. Goodbye, see you tomorrow. Goodbye. Cầm sừng ai thì cầm chứ anh đừng cầm sừng em, cầm sừng em. Tại sao vậy chồng? Ngày xưa anh khen tôi ngon cơm anh mới cưới tôi, bây giờ anh lại cắm sừng tôi đú đỡn với con trà xanh này nữa. Chị nói vậy mà chị nghe được hả chị Sáu? Mặc dù tôi thấy anh Sáu ngon mà thơm như là sầu riêng vậy đó, nhưng mà tôi vẫn biết ném cái nết của tôi lại. Tôi với anh chỉ là bạn bè thôi à, không có gì hết trơn á, chị đừng hiểu lầm. Tụi tôi chỉ coi nhau là bạn thôi. Ông nói vậy mà ông nghe được hả ông chủ? Bây giờ ông nói sự thật đi, tôi còn thay mặt vợ ông tha thứ cho ông. Ông chủ, con thề là con thấy ông chủ với cái chị này 9 giờ tối ngày hôm qua, hai người vô cái khách sạn ở đường 3 tháng 2 quận 10 đâu ông chủ ơi. Tụi tôi vô đó chứ tụi tôi ôm không hà. Tại tụi tôi không phải tình yêu cũng không phải tình bạn luôn bà ơi. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Hát quần què, mày cắm sừng ai chứ mày cắm sừng nhỏ em gái tao là mày cắm lộn chỗ rồi đó mày. Tao đã viết sẵn đơn ly dị cho hai đứa bay rồi. Bây giờ mày với con trà xanh tự do tự tại rồi đó. Bà tài lanh của chị hai ơi, tôi không có bồ nhí à nha. Đừng anh quơ, đừng khai em ra anh quơ. Tàu quơ sao anh ngu quá anh khai em ra chi vậy anh? Đúng, tôi là bồ nhí của anh nè. Tự nhiên anh khai chi cái vụ mà em với anh quen nhau qua game vậy anh? Tôi với anh tải về chơi rồi quen nhau luôn. Tao méo ngờ luôn đó chồng. Tôi năm nay ở đợi 6 năm rồi, tôi chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này đó ông chủ. Anh Sáu, anh nói với tôi anh không có bê đề đi anh Sáu. Em im giùm tôi cái đi. Bây giờ á, tôi chính thức bung lụa luôn. Anh Sáu, vậy là anh bê đề thiệt hả anh Sáu? Anh Sáu, anh đứng lại. Hẹn gì vô khách sạn ôm không à, đâu có làm gì được đâu. À quên mất, cô vừa phát bài kiểm tra môn hóa đấy, mà được bao nhiêu điểm? Bài viết phương trình cho chuỗi phản ứng khó quá ta không làm được, cho nên cô cho tao 7 điểm. Không may, mày được mấy điểm dạ? Tao có biết mẹ gì đâu, khoanh đại không à. Cũng may có ông thần tài thổ địa phù hộ cho nên tao cũng được 5 điểm. Mai kiểm tra lý, để tao về tao chí ông thần tài thổ địa bộ Tam Sơn. Cái gì ông phù hộ tao được 5 điểm chứ. Như con bí thư ngồi cạnh tao á, học dốt chết mẹ. Không biết gì hết tao chỉ được cho vài câu, chắc nó cao lắm cũng được cái 6 điểm à. Giờ tao giả bộ qua kêu nó bao tụi mình uống trà sữa nha. Thú hồn là trầm quá đổ nè.
cái gì ơi? Cái gì mà rần rần rộ rộ với khu rừng xì sao sạm sạp vậy cái chứ? Cám viên này qua nhà tao chi không biết nữa. Ủa gì đây? Đi chỗ khác chơi. Kéo cả bầy cái lũ qua nhà tao làm gì? Còn con nhỏ này qua nhà tao làm chi? Cái độ điểm thấp, cái đồ học dốt, cái đồ bạn bè xa lánh, đã vậy còn bày đặt giếng thần tài đồ. Làm ba cái chuyện thách thức danh hài không à? Nói chuyện cái viên chết liền á. Nào hơn điểm tao rồi hãy mạnh miệng. Chó mà đợi mọc ngày chơi. Quang Long xuyên đến Chinh Long Trà Vinh, sông quê tôi sống quanh năm luôn đậm tình là con số 9. Tao được 9 điểm lận đó con. Mày biết tính số môn không? Mày biết cân bằng phương trình hóa học không? Biết nhận biết các lợi mất giảm bằng phương pháp hóa học như tao không? Vậy mà cũng đòi được 9 điểm. Tao hỏi mày, tao chỉ bài cho mày mà tao được có 7 điểm, mà mày được tới 9 điểm là sao? Tại tao đẹp. Tao biết tận dụng sự ngoại giao rộng rãi của tao. Hỏi đứa này một câu, hỏi đứa kia một câu, chứ đâu như mày thức tai 3 giờ sáng học bài, điểm còn thấp hơn tao à. Nghe tao đọc thơ đây này. Sông núi nước Nam vua Nam ở, giành giạch địch thuận ở đất trời. Cứ sau lũ giặc săn xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh cho tơi bời. Sống chó một chút thì chơi, sống chó dữ quá thì về chơi buôn chó nhà mày đi. Chó nhà tao mắc chơi với chó hàng xóm rồi. Tụi bay cứ ngon thì đi phúc khảo đi. Ba tao làm hiệu trưởng đó. Để thử coi cô binh mày hay binh tao. Tao cầm cục tiền đi đường quyền liền. Để cho mày biết sức mạnh của đồng tiền. Đi. Học lực trung bình, hạnh kiểm yếu. Hay lắm. Tao với má mày nay cái lưng trâu ra làm kiếm tiền. Vậy mà mày học hành như lợn trệt dưới mương. Điểm ít mà kiếm ra tiền, bọn hưng điểm cao mà kiếm không được đồng nào cũng vậy. Súc vật nó mới nói như vậy đó. Học, học nữa, học mãi. Mày làm mất mặt chị hai mày quá. Học không lo học, người ta học ôn bài rồi thi. Còn nó thì TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Zin M3, Shopee, Tiki, Lazada. Lướt đã rồi đi ngủ, có súc vật mới như vậy. Còn thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Con cũng thích bài tập về nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Con có học bài chứ bộ, nhưng mà tại xui thôi. Mày đừng có xạo quần, thưa chú. Con là bạn thân của con gái chú nè. Con gái của chú nó có lo học đâu. Suốt ngày how you like đạt 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 đạt. Quần què, mày nói không đúng đi. Rủ đi học nhóm thì toàn tụ tập nói xấu của chủ nhiệm xong rồi ngủ. Vô phòng thi thấy ông thầy giám thị ngon cơm, cái lo ngắm thầy không chịu làm bài. Mày đừng có nghe lời nó. Con có bầu rồi nên con không có ngắm trai đâu. Chia tay rồi mày. Con là thằng rể của nó này chú. Hôm bữa sinh nhật con, nó kêu nó bao con đi ăn lẩu. Ăn hết 270 ngàn, mà nó đưa có 200 ngàn, còn bắt con trả 70 ngàn nữa. Cho nên con ghét con chia tay luôn. Yêu thì yêu, không yêu thì yêu 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 yêu. Yêu 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 yêu. Yêu bà nội mày chứ yêu. Dạ con chào. Con chào nội. Con chào má. Sống ở đời này, nếu không học thì chúng ta sẽ không có vốn kiến thức. Điều đó khiến cho chúng ta không có hành trang để bước vào cuộc đời đầy cạm bẫy chông gai và nước mắt. Học hành thi cử không có gì khó, chỉ cần áp dụng công thức là ra. Muốn được điểm cao, chỉ cần hai yếu tố: câu dễ không được làm sai, và phải làm được câu khó. Học kỳ này coi như bỏ. Nội không có mê tín, nhưng nghe người ta nói cuối lại từng môn thì thi sẽ được điểm cao. Cho nên con test thử đi, kéo nó lại đi mấy đứa. Lại đi. Lại. Lẹ lên con gái. Stop here.